Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung bênh vực 4 tiếp viên vận chuyển chất cấm, không ngại cãi tay đôi với ai khác suy nghĩ. Nam nghệ sĩ Chí Trung vừa có động thái gây chú ý khi thẳng thắn nêu quan điểm bênh vực 4 nữ tiếp viên hàng không trong vụ vận chuyển chất cấm, đáp trả những ai trái quan điểm với anh khiến dân tình tranh cãi. Những ngày qua, vụ việc 4 nữ tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Việt Nam bị phát hiện hơn 11 kg chất cấm trong vali khi qua cổng soi chiếu trong chuyến bay từ Pháp về Việt Nam đã khiến nhiều người không khỏi xôn xao. Ai nấy khi nghe tin cũng đều phải bàng hoàng, bởi số lượng trên là cực kỳ lớn, nếu mang ra xét xử thì sẽ bị mức án cực kỳ nặng, thậm chí có thể sẽ phải nhận án chung thân hoặc tử hình. Qua điều tra xác minh và lấy lời khai từ cơ quan chức năng, 4 nữ tiếp viên này đã bật khóc và cho biết lúc mang về nước đã không hề biết trong đó có gì vì được một người xách tay hộ với số tiền công là 10 triệu đồng. Cũng bởi vì quá mệt vì vừa trải qua một chuyến bay dài nên chỉ kiểm tra qua loa, nhận định đó là những tiếp kem bánh răng thông thường, không suy nghĩ đó là chất cấm. Lời khai ngô nghê của 4 nữ tiếp viên hàng không này đã nhanh chóng nhận về nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng đã là người trong ngành thì chắc chắn sẽ thừa biết những nguyên tắc và quy định. Hơn nữa, trong số 4 nữ tiếp viên lại còn có người là tiếp viên trưởng. Netizen Việt không khỏi nghi ngờ và cho rằng họ đang khai gian dối. Hơn nữa, cơ quan chức năng cũng đã xác định đây là một chuyên án. Cộng đồng mạng cũng hiểu rằng rất có thể lực lượng công an đã phối hợp và theo dõi từ lâu. Lần bắt giữ này đều nằm trong kế hoạch và không có chuyện 4 nữ tiếp viên bị oan. Tuy nhiên, một bộ phận thì lại nhận định rằng số tiền 10 triệu kia không đáng để họ ra tay và liều lĩnh như trên, cho rằng với mức thu nhập cùng nghề nghiệp ổn định là tiếp viên hàng không thì họ không bao giờ dại dột mà hành động như trên. Giữa làn sóng tranh cãi gay gắt thì mới đây, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung lại có động thái bênh vực đứng về phía các tiếp viên đã khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, nam nghệ sĩ đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Anh viết, 10 triệu đồng có đáng đánh đổi một cuộc đời trẻ đẹp vậy không các em ơi? Nghĩ mà vừa giận vừa thương, 11,3 kg chứ có ít đâu, chắc do chủ quan tôi nghĩ vậy. Dòng trạng thái lên tiếng bênh vực này đã khiến cộng đồng mạng nhanh chóng chú ý, nhiều người đã tỏ ra không đồng tình và liền phản pháo. Tuy nhiên, cách hành xử của nam nghệ sĩ thì mới là điều đáng nói, khi không ngại cãi tay đôi, thậm chí còn chê tư duy kém và đòi chặn luôn những ai có suy nghĩ trái ngược với anh. Theo đó, với những ý kiến không đồng tình, nam nghệ sĩ đã không ngần ngại mà đáp trả trực tiếp. Trong đó, một bình luận có tài khoản tên HDK đã viết, nhưng tỷ lệ bị phát hiện cực kỳ cao mà vẫn làm thì con nghĩ chỉ có tiền là động cơ lớn nhất. Ngay sau đó, Chí Trung đã liền trả lời cực gắt, một mực giữ quan điểm bênh vực, chủ quan thôi không phải vì lợi đâu, chú cần con khôn hơn. Thậm chí nam nghệ sĩ còn ẩn ý muốn chặn luôn những ai cả lại với anh, cho biết có nhiều bạn nhưng chỉ chơi với những người có cùng tư duy. Cụ thể anh nói, tôi có nhiều bạn nhưng chỉ thích chơi với những người có tư duy cùng hệ, còn loại thiếu kèm cặp mà thích chọc ngoáy hay ám chỉ này nọ trong bình luận, tôi đuổi thẳng chẳng kịp thanh minh, xin lỗi nhé miễn tranh luận. Động thái này của anh đã nhanh chóng nhận về chỉ trích từ cộng đồng mạng, nhiều người nhận xét dường như Chí Trung đang quá mất bình tĩnh, phát ngôn thiếu kiểm soát, cái tôi quá lớn dẫn đến có những lời nói khó nghe. Netizen cũng cho rằng khi anh đang là một nghệ sĩ thì cũng nên biết tiết chế, biết những từ ngữ nào phù hợp và không phù hợp để mỗi phát ngôn đều được trau chuốt hơn. Hiện tại câu chuyện chấn động về 4 nữ tiếp viên hàng không trên vẫn đang vô cùng nóng trên mạng xã hội. Netizen đều đang mong chờ và trông đợi kết quả phán quyết cuối cùng từ cơ quan chức năng sớm kết thúc làn sóng tranh cãi diễn ra âm ỉ suốt những ngày qua.